Nhân danh Thiên Chúa Cha và Thiên Chúa Con và Thiên Chúa Thánh Thần. Mẹ. Lạy Thiên Chúa tình yêu toàn năng, là Cha yêu thương chúng con vô bờ. Xin Cha thương xót tha thứ tội lỗi cho chúng con. Chúng con cảm tạ Cha đã tha thứ nhiều tội lỗi cho chúng con. Xin Cha ban cho chúng con lòng ăn năn thống hối thâm sâu liên lụy và lòng kính yêu Cha mỗi ngày một hơn. Chúng con tạ ơn Cha. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô, tạ ơn Chúa. Hân hoan chào mừng toàn thể anh chị em trên thế giới quay trở lại với lòng sùng kính máu châu báu cực thánh Đức Chúa Giêsu Kitô. Kính thưa anh chị em, hôm nay ngày 2 tháng 4 năm 2024, vâng lệnh Thiên Chúa, chúng con xin chia sẻ với toàn thể anh chị em trên thế giới bài viết Phạm Văn Lực trả lời Chúa Trung Trực về quỷ nhập phần thứ hai. Người có lòng khiêm nhường yêu mến Thiên Chúa khi đọc Kinh Thánh thì thấy những câu Kinh Thánh tiêu cực thì hiểu về mình, biết là Thiên Chúa dạy mình. Còn những câu Kinh Thánh tích cực thì biết rằng mình không được như vậy và luôn luôn cố gắng rèn luyện nhân đức để nên thánh như lời Thiên Chúa dạy. Nhưng người kiêu căng thì không nhận thức được như vậy, mà lại nghĩ mình đã đạt được nhân đức, rồi dùng lời lẽ Kinh Thánh mà chửi xéo anh em. Đó là khuynh hướng kiêu căng của những người không hiểu Kinh Thánh. Và những người đó chỉ biết hiểu Kinh Thánh theo nghĩa chữ, chứ không biết hiểu Kinh Thánh theo nghĩa tinh thần. Bây giờ tôi chỉ nói những điều Chúa không hiểu. Đó là việc thánh lễ thuộc về ma quỷ đã được Thiên Chúa tuyên báo từ mấy nghìn năm trước trong Kinh Thánh rằng sách Daniel chương 7 câu 21 đến 23. Tôi cứ mãi nhìn thì sừng ấy đã giao tranh với chư thánh và đã thắng được họ. Cho tới khi đấng cao niên đến và thắng án được ban về phần chư thánh của đấng tối cao. Và thời đã đến, thời chư thánh được nước làm của mình. Nghĩa là vì Satan đã giao tranh với chư thánh và đã thắng được họ, nghĩa là các tư tế đã bại trận, không còn ai xứng đáng để dâng lễ vật tinh tuyền lên ba ngôi Thiên Chúa nữa, nên thánh lễ đã thuộc về ma quỷ. Từ đó ai đến nhà thờ là thờ quỷ, ai rước lễ là rước quỷ. Việc này kéo dài đến khi Thiên Chúa quang lâm, cho tới khi đấng cao niên đến và thắng án được ban về phần chư thánh của đấng tối cao. Và thời đã đến, thời chư thánh được nước làm của mình. Xin nói thêm là nước đây, nước của mình là nước Cha chỉ đến đấy, như Đức Chúa Giêsu đã dạy đó. Xin đọc tiếp. Vì là việc rất quan trọng, cho nên mấy nghìn năm sau sách Daniel thì Thiên Chúa lại tuyên báo một lần nữa trong sách Khải Huyền như sau. Khải Huyền chương 13 câu 5 đến 11. Và đã ban cho nó được mồm nói lớn và phạm thượng, và đã ban cho nó quyền hành 42 tháng, và nó đã mở mồm phạm thượng cùng Thiên Chúa, lộng ngôn đến danh người và nhà tạm của người, đến các người ở trên trời, và đã cho phép nó được giao chiến với các thánh và thắng được họ, và đã ban cho nó quyền hành trên mọi dòng họ, dân tộc, tiếng nói và các nước. Và dân cư trên đất hết thảy sẽ thờ lạy nó, bất cứ ai tên không được viết từ tạo thiên lập địa trong sổ sự sống của chiên con đã bị tế sát. Ai có tai thì hãy nghe, ai phải đi tù thì đi tù, ai sẽ phải chết gươm đâm thì sẽ phải chết gươm đâm. Sự chịu đựng và lòng trung tín của các thánh là ở đó. Mãnh thú thứ hai. Và tôi thấy một mãnh thú khác từ đất mà lên, nó có hai sừng giống con chiên và nó nói năng như con rồng.
Câu này Thiên Chúa dạy cho chúng ta biết Francisco là giáo hoàng của quỷ. Kinh Thánh nhắc lại việc Satan đã giao chinh với chư thánh và đã thắng được họ. Nó lộng ngôn đến danh người và nhà tạm của người, đến các người ở trên trời, nghĩa là loài người xúc phạm đến Thiên Chúa, xúc phạm đến bí tích thánh thể, cả hội thánh đã phạm thánh và đã xúc phạm đến Đức Mẹ và các thánh, nghĩa là các tư tế đã bại trận. Và còn nói rõ hơn là Thiên Chúa đã ban cho nó quyền hành trong 3 năm rưỡi và đã ban cho nó quyền hành 42 tháng. Vậy khi tới ngày ứng nghiệm những lời tiên tri đó thì Thiên Chúa sẽ ban mệnh lệnh cho con cái thi hành, chứ Thiên Chúa không đem con bỏ chợ, nghĩa là Thiên Chúa đã tiền báo. Nhưng khi tới ngày ứng nghiệm thì những lời tiên tri đó mà Thiên Chúa lại không ban mệnh lệnh để thi hành. Vâng, Thiên Chúa là đấng trung tín. Thiên Chúa đã ban cho Đức Mẹ là Mẹ Hội Thánh công bố mệnh lệnh cho Hội Thánh qua ngôn sứ người Việt Nam là Maria Nguyễn Thị Nhung, và Đức Mẹ dạy cô Nhung về Việt Nam gặp Chú Lực để Chú Lực công bố rằng kể từ ngày 21 tháng 6 năm 2017, tất cả mọi thánh lễ trên toàn thế giới đã thuộc về Satan, các con đã xưng tội thiêng liêng và rước lễ thiêng liêng. Chứ không phải như sách sự thật nói ngây ngô rằng nó sửa lời truyền phép thì thánh lễ mới không còn. Nhóm sứ điệp từ trời đúng là lúc mù, bởi vì sửa thì nó đã sửa từ lâu rồi. Thiên Chúa đã bắt thằng quỷ nói rõ ràng mà nó cũng vẫn không hiểu. Ôi, mù ơi là mù. Việc thánh lễ đã thuộc về ma quỷ còn được tiên báo trong sách Daniel chương 12 câu 9 đến 13. Và Ngài nói, đi đi Daniel, vì các lời ấy đã được giữ kín, niêm phong cho tới thời cùng tận. Lắm kẻ sẽ nên thanh luyện, phiếu trắng tinh, thử bằng lửa. Ác nhân sẽ cứ làm ác, không ác nhân nào sẽ hiểu, còn kẻ sĩ sẽ hiểu. Từ thời lễ tới hàng ngày bị bãi và đầu ghê tởm hoang tàn dựng lên 1290 ngày. Phúc cho kẻ trông đợi và đạt thấu 1335 ngày. Phần ngươi hãy đi cho đến mút cùng, ngươi sẽ được an nghỉ và ngươi sẽ đứng lên lãnh phần ngươi vào lúc cùng tận những ngày thời gian. Nghĩa là các lời ấy đã được người được giữ kín niêm phong cho tới thời cùng tận. Và lắm kẻ sẽ nên thanh luyện phiếu trắng tinh thử bằng lửa. Nghĩa là những người có lòng kính yêu Thiên Chúa, họ sẽ biết rèn luyện nhân đức đến độ anh hùng cho đẹp lòng Thiên Chúa. Còn kẻ ác thì cứ làm ác, không ác nhân nào sẽ hiểu, còn kẻ sĩ sẽ hiểu. Nghĩa là ác nhân là những người không có lòng kính yêu Thiên Chúa thì họ sẽ không hiểu. Chỉ những ai có lòng kính yêu Thiên Chúa mới hiểu được những lời tiên tri này. Và những người ấy họ sẽ biết rèn luyện nhân đức sao cho đẹp lòng Thiên Chúa. Không ác nhân nào sẽ hiểu. Cho nên khi Đức Mẹ ban mệnh lệnh cho Hội Thánh qua ngôn sứ Maria Nhung là một người Việt Nam vô danh tiểu tốt thì chẳng có ai mấy ai tin. Giá mà ông giám mục chủ tịch hội đồng giám mục Việt Nam tin và hoán cải thì ông ấy sẽ được cứu. Và nếu ông ấy tin mà và biết dạy Hội Thánh Việt Nam thì Hội Thánh Việt Nam cũng sẽ được cứu. Thiên Chúa đã tuyên báo. Khải Huyền 18 câu 4, dân thức của Thiên Chúa phải lo tránh xa. Và tôi đã nghe một tiếng từ trời phán, hỡi dân ta, hãy ra khỏi nó, kẻo thông đồng với tội của nó, mà chuốc lấy
các tai ương phạt nó. Vì chứng tội lỗi của nó đã cao thấu trời, và Thiên Chúa đã nhớ lại các điều phi nhân bất nghĩa nó đã làm. Nghĩa là Thiên Chúa đã dạy cho chúng ta phải ra khỏi cái thành Vatican đó, ra khỏi cái hệ thống giáo quyền u mê lầm lạc đó, kẻo thông đồng với tội của nó mà chuốc lấy các tai ương phạt nó. Thiên Chúa đã tuyên báo từ mấy nghìn năm trước, và khi ứng nghiệm thì Đức Chúa Giêsu đã ban thánh chỉ cho Hội Thánh Việt Nam qua ngôn sứ Maria Nhung. Đức Chúa Giêsu dạy Chúa Lực hãy soạn một văn bản là thánh chỉ của Thiên Chúa truyền cho Hội đồng Giám mục Việt Nam lúc 3:45 ngày 11 tháng 3 năm 2018, do nô lệ tình yêu Hồng Nhu công bố là hãy ra khỏi Vatican. Chúng ta biết rằng lời tiên tri trong sách Khải Huyền chương 18 câu 4 đã mấy nghìn năm qua ai đọc thì cũng biết như thế, nhưng không biết bao giờ thi hành. Chúa đã tuyên báo thì Chúa sẽ ra lệnh khi đến giờ ứng nghiệm, và Chúa ban lệnh cho ai thì người đó là hội thánh chân chính của Thiên Chúa. Đây, xin lỗi, xin nói thêm, đây là điều rất quan trọng mà tất cả mọi con người trên thế giới, mọi giáo phái, mọi tôn giáo phải hiểu được và vâng theo chân lý của Thiên Chúa. Thì nghe rồi thì đừng nói là tôi không hiểu, bởi vì rất là dễ hiểu. Chúa đã tiên báo và không biết đến khi nào thi hành, và khi thi hành thì Chúa báo cho người con cái yêu dấu của Chúa là hội thánh chân chính của Chúa đã thành lập, và đó là hội thánh đau khổ, hội thánh chân chính của Thiên Chúa, đó là Phêrô II, người đang đọc bài đọc này với cho quý vị nghe đây. Xin đọc tiếp. Tất cả mọi người trên thế giới phải biết suy luận như vậy để nhận ra chân lý của Thiên Chúa. Để ai nhận ra, để nhận ra ai là người cầm đầu hội thánh chân chính của Thiên Chúa. Tất cả mọi người trên thế giới phải nhìn nhận sự thật này. Và ai muốn thuộc về hội thánh chân chính thì phải vâng phục Phêrô II, người mà Đức Chúa Giêsu đã nâng lên để cầm đầu hội thánh đau khổ, hội thánh chân chính của Thiên Chúa. Khi Thiên Chúa đã dạy cho chúng ta biết con đường chân lý, thì hãy mở mắt ra, sấp mình xuống mà tạ ơn Thiên Chúa đã dạy cho chúng con biết đường mà quay trở lại. Chứ đừng kiêu căng, cứng lòng mà lao đầu xuống hỏa ngục. Chúng con xin mình tạ ơn Thiên Chúa đã dạy cho chúng con biết con đường chân lý của Thiên Chúa, và đã cho phép nó được giao chiến với các thánh và thắng họ, và đã ban cho nó quyền hành trên mọi dòng họ, dân tộc, tiếng nói và các nước, và dân cư trên đất hết thảy sẽ thờ lạy nó. Bất cứ ai tên không được viết từ tạo thiên lập địa trong sổ sự sống của Thiên Con đã bị tế sát. Ai có tai thì hãy nghe. Ai phải đi tù thì đi tù. Ai phải chết vì gươm đâm thì phải chết vì gươm đâm. Sự chịu đựng và lòng trung tín của các thánh là ở đó. Xin lưu ý chú chỗ này nha. Thánh lễ đã thuộc về ma quỷ, vì các tư tế đã bại trận. Các tư tế đã bại trận chứ không phải là vì nó sửa lời truyền phép như nhóm sứ đẹp từ trời nói. Tôi thấy chú cũng tin sách sự thật mà. Chú dựa vào sự hiểu biết kinh thánh của mình mà tin sách sự thật, đúng không? Nhưng tôi nói cho chú biết sách sự thật không đến từ Chúa mà nó là của quỷ. Đức Chúa Giêsu dạy, những linh hồn chính thống và tin lành xa hỏa ngục được Lucifer sai về mặc khải cho những nhà thần học của tin lành và chính thống, và dạy cả nhà,
và dạy cả bà Maria Lai Van Maxi. Họ gửi về cho Ngụy Giáo Hoàng Benedicto XVI phát hành. Tôi đã biết rằng các tư tế đã bại trận, thì dù linh mục có làm lễ Latin thì cũng là kẻ bại trận thôi. Nghĩa là và đã cho phép được nó được giao chiến với các thánh và thắng họ, và đã ban cho nó được quyền hành trên mọi dòng họ, dân tộc, tiếng nói và các nước, và dân cư trên đất hết thảy sẽ thờ lạy nó. Bất cứ ai tên không được viết từ tạo thiên lập địa trong sổ sự sống của chuyên con đã bị tế sát. Ai có tai thì hãy nghe. Ai phải đi tù thì đi tù. Ai phải chết, ai sẽ phải chết gươm đâm thì sẽ phải chết gươm đâm. Sự chịu đựng và lòng trung tín của các thánh là ở đó. Nghĩa là trong hoàn cảnh này, hoàn cảnh mà Francisco là giáo hoàng của quỷ đang cai trị hội thánh, mà những linh mục, những ai không dám đứng lên tố cáo con sói đội lốt chiên này thì là kẻ hèn nhát, là lũ chó câm đi tìm chỗ ngủ. Isaiah chương 56 câu 10 đến 11. Quân canh của nó một lũ đuôi mù, chúng hết thảy đều vô tri vô giác, hết thảy đàn chó câm không biết sủa, chúng mê thảng nằm thin thít, chỉ thích ngủ lười, lũ chó háo ăn không hề biết chán. Chúng là mục tử mà chẳng biết để ý, hết thảy chúng ngả theo đường của chúng, mỗi người với lợi riêng, riêng tư nơi xó của mình. Nếu tố cáo Francisco là giáo hoàng của quỷ thì sẽ phải bị bách hại, phải về vườn, còn không nói thì là hèn nhát, là lũ chó câm, không phải là người trung tín với tình yêu Thiên Chúa. Đó là lý do mà những linh mục dân lễ Latin cũng vất đi thôi. Ai phải đi tù thì đi tù, ai sẽ phải chết gươm đâm thì sẽ phải chết gươm đâm. Sự chịu đựng và lòng trung tín của các thánh là ở đó. Các linh mục đã bại trận, không có linh mục nào có lòng trung tín với Thiên Chúa. Không có linh mục nào vì kính yêu Thiên Chúa mà dám tố cáo giáo hoàng Francisco là giáo hoàng của quỷ. Dù phải đi tù thì đi tù. Cả giáo dân cũng vậy. Nghĩa là Chúa đọc Kinh Thánh mà Chúa không hiểu gì cả, trong khi Chúa tưởng Chúa hiểu lắm. Tôi hiểu như thế, và tôi đã hỏi Đức Chúa Giêsu để xác nhận về việc này. Chúa nói đúng như vậy. Nghĩa là không còn một thánh lễ nào trên thế giới này vì các linh mục đã bại trận. Đừng tưởng linh mục dâng lễ Latin là tốt. Tất cả đã trở thành lũ chó câm đi tìm chỗ ngủ. Phải tố cáo nó, ai không tố cáo nó thì đều là chó câm cả. Và Chúa cũng không biết rằng việc thánh lễ thuộc về ma quỷ tiếp tục cho đến khi Chúa quang lâm. Sách Daniel chương 7 câu 21 đến 23. Tôi cứ mãi nhìn thì sừng ấy đã giao trình với chư thánh và đã thắng được họ, cho tới khi đấng cao niên đến và thắng án được ban về phần chư thánh của đấng tối cao. Và thời đã đến, thời chư thánh được nước làm của mình. Sự việc cho thấy Chúa không có lòng kính yêu Thiên Chúa, cho nên Chúa không hiểu được Kinh Thánh là vậy. Chúa chỉ biết nghe mấy ông linh mục dân lễ Latin nói thôi, nhưng Chúa không biết rằng không có tình yêu là vứt đi hết. Vì Chúa không yêu nên Chúa không hiểu gì cả. Mấy năm trước, về ngôn sứ Maria Thủy, Chúa cũng không tin. Bây giờ là ngôn sứ Maria Loan Anh, Chúa cũng không tin. Thế Chúa có biết Kinh Thánh dạy Thứ Luật 18 chương 18 câu 18 đến 20. Ta sẽ cho trỗi dậy giữa anh em chúng một tiên tri như người. Ta sẽ đặt lời của ta nơi miệng nó và nó sẽ nói với chúng mọi điều ta truyền cho nó. Mà người nào không nghe các lời của ta, những lời nó sẽ nói nhân danh ta, ta sẽ hỏi tội người ấy. Song tiên tri mà
dám nói càn lời nào nhân danh ta, ta đã chẳng truyền dạy nó nói, hay là nói nhân danh những thần khác, tiên tri ấy sẽ phải chết. Nếu Thiên Chúa dùng các tiên tri mà phán dạy, nhưng chú lại nói là ngôn sứ của Thiên Chúa là quỷ, thì chú không thuộc về Thiên Chúa, không phải là con chiên của Chúa. Về điều này chú có biết chú dạy như thế nào không? Kẻ nào đón nhận các con là đón nhận thầy. Ai đón nhận thầy là đón nhận đấng đã sai thầy. Ai đón nhận một tiên tri vì là tiên tri sẽ lãnh được phần thưởng tương xứng với lòng bác ái họ dành cho vị tiên tri đó. Ai đón nhận một người công chính vì người công chính sẽ lãnh phần thưởng tương xứng với lòng bác ái họ đã có đối với người công chính. Và như vậy, bởi vì kẻ biết nhìn nhận một tiên tri là tiên tri, đó là dấu chỉ nó cũng là tiên tri, tức là người thánh. Bởi vì thánh linh của Chúa mang nó trong tay. Và kẻ nhận ra người công chính trong người công chính, chứng tỏ nó cũng công chính. Vì những linh hồn giống nhau thì nhận biết nhau. Vậy mỗi người sẽ được ban cho theo sự công chính của họ. Nhưng đối với kẻ sẽ cho dù chỉ một chén nước lã cho một trong các tôi tớ của thầy, dù là kẻ bé mọn nhất và đều là môn đệ của Giê-xu, tất cả những ai giao giảng người bằng một đời sống thánh và vậy có thể là môn đệ từ các ông vua tới các người ăn mày, từ người thông thái tới người không biết gì, từ người già tới trẻ nhỏ. Bởi vì ở mọi lứa tuổi, mọi tầng lớp, người ta đều có thể là môn đệ thầy. Vậy, ai cho một trong các môn đệ của thầy dù chỉ một chén nước vì danh thầy, bởi vì họ là môn đệ thầy, thì thực vậy, thầy bảo các con, nó sẽ không mất phần thưởng của nó. Còn chú căn cứ vào sự hiểu biết kinh thánh của mình mà phủ nhận ngôn sứ của Thiên Chúa. Lời tiên báo 33, mẹ gửi mệnh lệnh khẩn cấp cho trần gian, mẹ kêu gọi những đầy tớ chân chính của Thiên Chúa hằng sống, hằng cai trị trên trời. Mẹ kêu gọi những con cái của mẹ, những người thành tâm tôn sùng mẹ, những kẻ đã tận hiến cho mẹ, để mẹ dẫn đưa đến con mẹ. Những kẻ có thể nói được rằng mẹ thường ẵm bế trên tay. Những kẻ sống bằng tinh thần của mẹ. Sau hết, mẹ kêu gọi những tông đồ cuối thời, những đầy tớ trung tín của Chúa Kitô sống trong sự khinh chê và thầm lặng, trong cầu nguyện và hãm mình, trong đức trinh khiết và kết hợp với Thiên Chúa, trong đau khổ và bị người đời quên bỏ. Đã đến thời kỳ chúng con phải ra đi để soi sáng thế gian. Các con hãy ra đi và hãy tỏ ra là những người con yêu quý của mẹ. Mẹ sẽ ở với chúng con và trong chúng con. Miễn là đức tin của chúng con như ánh sáng soi dẫn trong những ngày đen tối cùng cực. Ước chi lòng sốt sắng làm cho chúng con đói khát sự làm vinh danh Thiên Chúa. Hỡi các con sự sáng, hỡi các con cái sự sáng, dầu thấy mình nhỏ bé, chúng con hãy chiến đấu vì đây là giai đoạn cuối thời kỳ sau hết. Mẹ gióng tiếng khẩn thiết kêu gọi địa cầu. Mẹ kêu gọi những môn đệ thật của Thiên Chúa hằng sống hiển trị trên trời. Mẹ kêu gọi những kẻ thật tình mô phỏng Đức Chúa Giêsu làm người.
Chúa cứu thế độc nhất và duy nhất chân thật của loài người. Mẹ kêu gọi con cái mẹ, những kẻ thật tình tôn sùng mẹ, những kẻ đã dâng mình cho mẹ, hầu mẹ có thể đem họ đến thần tử mẹ. Những kẻ có thể nói được mẹ bế ẵm trong vòng tay, những kẻ đã sống trong tinh thần mẹ. Và cuối cùng mẹ kêu gọi các tông đồ cuối thời, những người môn đệ trung thành của Chúa Giêsu Kitô đã chịu khinh bỉ và cô đơn trong sự nghèo khó, trong khiêm nhường, bị bỏ rơi trong cầu nguyện, trong sự phạt xác, trong đức tiết chế và kết hợp với Thiên Chúa, trong sự đau khổ và chịu người đời bỏ quên. Đây là lúc các con bước ra và soi sáng địa cầu. Hãy đi và tỏ mình ra là con cái yêu dấu của mẹ. Mẹ ở với các con và trong các con. Chớ chi đức tin các con là ánh sáng soi các con trong những ngày lầm than này. Chớ chi lòng nhiệt thành các con làm cho các con khao khát sự vinh hiển Thiên Chúa và danh dự Chúa Giêsu Kitô. Hãy chiến đấu bởi vì hỡi con cái, hãy chiến đấu hỡi con cái ánh sáng. Các con số nhỏ trông thấy, vì bây giờ là thì giờ của mọi thì giờ, sự tận cùng của mọi sự cùng tận. Ôi các con khả ái, hãy lại đây với mẹ, hãy lưu ý lời mẹ kêu gọi, lời kêu gọi của một bà mẹ xin sự giúp đỡ của con cái bà, con cái thật của bà, và để giúp đỡ các con. Mẹ ban cho các con một dấu chỉ, hầu các con sẽ khỏi bị gây hoang mang. Hỡi các con yêu dấu, đừng tưởng rằng mỗi người đều có thể là một tông đồ cuối thời. Không, các con yêu dấu, những tông đồ thật sẽ được mẹ kêu tên và xác nhận. Và tất cả những ai tự gọi mình là tông đồ cuối thời thì không phải là tông đồ. Các con phải rất cẩn trọng, các con yêu dấu, về những sự lường gạt của ma quỷ, kẻo rơi vào sự sai lầm. Các tông đồ thật cuối thời phải yêu sự thật, sự công chính, ăn ở khiêm nhường, vâng theo tiếng nói của mẹ và tiếng nói của thần tử mẹ, Chúa Giêsu Kitô. Mẹ thành khẩn thiết kêu gọi trái đất, mẹ kêu gọi những môn đệ thật của Đức Chúa Trời hằng sống, mẹ hiển trị trên trời, mẹ kêu gọi những kẻ thật tình mô phỏng Chúa Kitô làm người, Chúa cứu thế duy nhất và chân thật của loài người. Mẹ kêu gọi các con cái mẹ, những kẻ tôn sùng mẹ thật, những kẻ đã dâng mình cho mẹ với ý định để mẹ dẫn dắt tới thần tử mẹ. Những kẻ có thể nói được mẹ bế ẵm trong vòng tay, những kẻ đã sống tinh thần mẹ. Và sau cùng mẹ kêu gọi những tông đồ cuối thời, những môn đệ trung thành của Chúa Giêsu Kitô đã sống chịu thế gian khinh chê và tự khinh chê chính mình, sống khó nghèo và khiêm nhường, chịu dễ vui và thầm lặng trong sự cầu nguyện và phạt xác, trong đức tiết chế và kết hợp với Chúa, trong đau khổ và chịu người đời bỏ quên. Giờ là lúc họ phải làm cho người ta biết mình và đem ánh sáng cho trái đất. Hãy đi và tỏ mình ra là con cái khả ái mẹ. Mẹ luôn luôn ở với các con trong các con, miễn là đức tin các con là ánh sáng soi cho các con. Và trong những ngày lầm than đó, chớ chi lòng nhiệt thành của các con làm cho các con khao khát sự vinh hiển Đức Chúa Trời và danh dự Chúa Giêsu Kitô. Hãy chiến đấu hỡi con cái ánh sáng. Các con số nhỏ trông thấy, vì đây là thì giờ của mọi thì giờ, sự tận cùng của mọi sự cùng tận. Chúa cho rằng tôi kiêu căng, cho là mình quan trọng, xem mình là mai sen của Đức Mẹ. Nhưng Đức Mẹ dạy tôi nói như thế, dạy tôi phải
cho người ta biết mình là mai sen mà Đức Mẹ đã tuyển chọn. Thì tôi vâng lời Đức Mẹ, còn ai muốn hiểu sao thì hiểu. Giờ là lúc họ phải làm cho người ta biết mình và đem ánh sáng cho trái đất. Hãy đi và tỏ ra mình ra là con cái khả ái của Mẹ. Đó. Đây là cái lời mà tôi tha thiết nói với chú Trung Trực. Tại sao mà chú lại biết chắc chắn là tôi là kiêu căng, tự mình tôi nói, tự tôi cho mình là mai sen? Tại sao chú không nghe những lời của các ngôn sứ khác nói? Và kể cả cái lời Đức Chúa Jesus truyền cho ngôn sứ Maria Trinh Nguyên, thông báo cho tôi biết tôi là Phêrô II, là người đang cầm đầu hội thánh của Thiên Chúa. Thì chú chỉ nghĩ rằng là những người ngôn sứ đó đều là từ quỷ cả. Vậy tôi có quyền thế gì mà dùng các ngôn sứ của quỷ đó mà nó nói với tôi như thế? Đó, chú chỉ căn cứ vào cái sự hiểu kinh thánh của chú hả? Đó, cho nên là chú sai lầm ở đó. Tôi xin đọc tiếp. Tôi tưởng chú biết thông điệp là Salet chứ. Hóa ra chú biết một mà không biết hai à? Chúng ta phải hiểu rằng nếu mình thú nhận là mình được ơn Chúa thì cũng đâu có gì là kiêu căng. Trừ phi mình nghĩ rằng mình xứng đáng được ơn Chúa thì đó mới là kiêu ngạo. Còn lời Đức Chúa Giêsu dạy ngôn sứ Maria Thủy nói lên về tôi cho mọi người biết, thì tôi nói liệu chú có tin được không? Chú Lực kết hợp với Đức Mẹ tuyệt đối luôn, con cũng phải vâng lời chú Lực. Bởi vì chỉ có chú Lực mới có thể giúp Chúa làm những công việc của Chúa mà thôi. Người ta nghe thấy chắc cũng ứa gan lắm. Còn chú có ứa gan không? Ít nhất là chú tin tôi không bịa chứ. Nhưng tôi thấy chú lý luận buồn cười quá. Chính cách hiểu kinh thánh một cách kiêu căng làm cho chú không nhận ra ngôn sứ của Thiên Chúa. Còn về việc thánh lễ thuộc về ma quỷ mà chú nói rằng chú đọc hết thông điệp Guadalupe mà chú không thấy à? Vậy thì đọc cũng như là không đọc. Chú chả hiểu gì. Này nhé, tôi chỉ cho chú biết nha. Trong thông điệp số 6 Đức Mẹ dạy: các con thân mến, ai nghe điều này nên nói cho người khác, chỉ dạy cho họ, để họ không thể nói là họ không được cảnh cáo, để họ không thể nói là họ không biết. Bởi vì trong thời kỳ khó khăn cực kỳ đến, nhiều người sẽ không thể đi xưng tội hay đi nhà thờ, bởi vì đó là thời gian Mẹ đã luôn luôn nói về nó trong tất cả những cuộc hiện ra và qua nhiều tiên tri của Mẹ, rằng sẽ có một thời kỳ mà lúc đó thế giới sẽ ở trong tay của tên ngụy Kitô. Và những nhà thờ ấy vẫn còn mở cửa, sẽ thờ lại hắn. Và tất cả những ai có mặt trong những thánh lễ đều bị hư mất. Chúng nghe rõ nhá, nghe rõ chứ? Và hiện nay thế từ lâu rồi, thế giới đang nằm tay trong tay tên ngụy Kitô. Tên ngụy Kitô là Obama, còn Francisco này chỉ là cái dụng cụ của nó. Đó. Là tiên tri giả, là dụng cụ của nó. Xin đọc tiếp nha. Và chú nên học hỏi những bài viết của tôi để hiểu rõ thế nào là quỷ nhập. Vì chúng tôi đã được Đức Mẹ huấn luyện. Tôi nhắc lại là Thiên Chúa và Đức Mẹ không bao giờ nhập. Còn thằng quỷ nó nhập thì nó mượn cái xác của người ấy và nó chiếm lĩnh tâm trí của người ấy để nó nói lên những gì chú bắt nó phải nói. Và thằng quỷ không thể nhập nếu chú không cho phép hoặc bắt buộc.
và thần quỷ nhập vào rồi nhưng không thể xuất ra khỏi người đó. Nếu Chúa không cho phép. Và khi chúng ta thấy quỷ nhập vào anh Minh chẳng hạn, thì đó là Chúa cho phép, và đó là bài học và bài thi Chúa cho chúng ta, để xem chúng ta có nhận ra thằng quỷ nó lừa gạt chúng ta hay không. Nhưng chúng ta đã thi rớt rồi. Nhưng quỷ nó tùy tục qua sông đấm, xin lỗi, nói cho nó rõ ràng luôn, cho mọi người hiểu luôn, qua sông đấm bùi vào sóng. Mà linh mục Đinh Bình Định và anh trụ cũng chẳng hiểu gì, cũng không nhận ra. Đến khi Chúa cho nó xưng là Đức Mẹ Vô Nhiễm, nó vừa nói xong thì nó tiểu trong quần trước mặt mọi người, xú uế nồng nặc, thì người ta mới hoảng sợ, mới biết nó là thằng quỷ. Nhưng khi người chứng kiến kể lại thì không ai tin. Chú cũng không tin. Họ vẫn cứ cố tin nó là thần khí Đức Kitô. Tại sao vậy? Vì người ta không muốn chấp nhận mình là người ngu. Đó, chú thấy chưa? Chúng ta không nhận ra, và đó là bài học Chúa huấn luyện chúng ta. Nhưng người ta cũng không ai biết là mình bị ma quỷ lừa gạt. Người ta lại tưởng rằng đó là chân lý của Thiên Chúa. Còn chân lý của Thiên Chúa là những ngôn sứ Chúa sai đến để Thiên Chúa dạy bảo loài người. Thì Chúa lại nói là ma quỷ. Ngôn sứ Maria Võ Thị Thanh Thủy được Thiên Chúa sai đến để dạy bảo hội thánh đừng làm bàn thờ tổ tiên để thờ ma quỷ, đừng dùng nhang hương để vái lạy ma quỷ nữa. Thì chú lại bảo là ma quỷ sai đến. Còn thằng quỷ là một vị giám mục được Lucifer sai về nhập vào anh Minh để lừa gạt nhóm anh trụ. Mà nó văng tục như chú hay thấy đó. Thì chú lại bảo là thần khí Đức Kitô. Đó. Tôi nhắc lại cái điều này là nói thêm để cho chú biết nha, là chú mở cái đầu chú ra nghe, là khi mà tôi tìm được đạo binh thánh gia môi khôi rồi đó, Đức Mẹ dạy tôi để đến với linh mục Đinh Bình Định để nói cho ông biết, thì nghe xong ông hoảng sợ quá, bởi vì chính ông gửi cái băng mà thằng quỷ trị tục đó về Vatican, và ông hoảng sợ, ông ở trong nhà, ở trong phòng một tuần lễ. Và sơ phải mang cơm vào. Tôi đến thăm ông sau đó thì nghe bà sơ nói như thế. Chứ thấy chưa? Ông nhận ra ông sợ quá. Thằng quỷ nó lừa. Ông cho nó ngồi vào ghế ở trong nhà nguyện dâng lễ ở nhà hưu dưỡng. Thì nghe đó. Là lúc đó tôi cũng chứng kiến mà. Đó, khi còn ở trong nhóm anh trụ tôi cũng chứng kiến mà. Nhưng khi tôi bảo với ông trụ thì bảo với linh mục Đinh Bình Định thì ngài nghe ra. Đó, còn khi mà tôi nói với anh trụ thì anh không tin. Đó. Tôi chỉ kể với chú vậy thôi. Cho tới khi mà anh Minh mà lừa gạt, là thằng quỷ nó ở trong anh nó lừa gạt, nó nói là ai mà giao hợp với anh ấy là sinh ra thiên thần. Thế thì anh mới loạn luân với con gái ruột của anh luôn, và nó có bầu luôn, và thêm 4-5 cô nữa. Đó, và khi nói với anh chủ những điều này, anh vẫn cứ tin thôi, và anh là đổ thừa tại ở Việt Nam làm sao đó. Đó. Cho tới khi mà điều này thì chú quan phòng cho anh Jacobi, anh chứng kiến và anh kể lại cho tôi nghe. Cho tới khi thằng quỷ nó xưng là Đức Mẹ Vô Nhiễm và nó tiểu trong quần như vậy đó. Còn nói với chú thì chú vẫn không tin. Đó, tại sao vậy? Thì chú nên cầu nguyện đi. Đó. Xin Đức Mẹ dạy cho chú biết. Đó. Rồi, bây giờ tôi đọc tiếp.
Quỷ lừa gạt Chúa thì Chúa lại nói là chân lý của Chúa. Chúa thì Chúa lại nói là quỷ. Thế thì Chúa tiêu rồi. Chúa chẳng biết gì cả, mà lại tưởng mình giỏi kinh thánh lắm. Chỉ vì Chúa kiêu căng nên mù tối mà thôi. Chúa hiểu sai kinh thánh vì Chúa không biết nghe. Luca chương 8 câu 18. Hãy coi chừng các ngươi nghe làm sao. Vì phàm ai có thì sẽ được cho thêm, còn ai không có thì điều mà nó tưởng là nó có cũng bị giật mất. Vì phàm ai có thì sẽ được cho thêm. Có đây là có gì? Xin thưa, có đây là có tình yêu chân chính. Rất nhiều người tưởng mình yêu Chúa lắm, nhưng không phải. Họ chỉ yêu Chúa vì họ mà thôi. Đó là tình yêu bất chính. Chúa không được cái gì cả. Cho nên họ nghe mà không hiểu, nhìn xem mà không thấy. Còn ai không có thì điều nó tưởng là tưởng mình có cũng bị giật mất. Nghĩa là họ bị quỷ nó giật mất. Họ không còn gì, chỉ còn là lửa không hề tắt. Cho nên tất cả những gì Chúa nói là sai, nhưng Chúa không biết là sai, thì cũng như là râu ông nọ cắm cằm bà kia vậy đó. Còn lời kinh thánh và lời thông điệp thì là lời tình yêu hằng sống của Thiên Chúa. Muốn hiểu thì chúng ta phải hằng sống trong tình yêu Thiên Chúa. Chúa sai lầm nhiều lắm, nhưng mà tôi nói ra đây để chúng mở đầu ra, để chúng nhận ra chân lý, chứ không phải là tôi có quyền gì mà lên án hay gì về cái sai lầm của chú. Tôi chỉ cho chú biết cái sự sai lầm đó. Nếu tôi không chỉ, tôi không nói thì tôi có tội. Tôi có tội thì làm sao mà tôi về thiên đàng được. Đó. Nói để mong chú hiểu. Chỉ nhận mình là sai đi, mà tạ ơn Chúa ban cho tôi nói với chú. Bởi vì không phải tôi mà chính Thiên Chúa là bác sĩ giải phẫu cho chú, lấy ra những ung nhọt để cho chú được lành mạnh. Yeah. Tôi tạm ngưng ở đây, nếu cần hỏi gì thêm thì chú cứ hỏi nha. Thân mến. Hết. Hội Thánh Đau Khổ, Hội Thánh Chân Chính của Thiên Chúa xuất bản tháng 3 năm 2024. Trân trọng cảm ơn toàn thể anh chị em trên thế giới đã lắng nghe. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô, tạ ơn Chúa. Nhân danh Thiên Chúa Cha và Thiên Chúa Con và Thiên Chúa Thánh Thần. Amen.